Nhận định bóng đá Man City với Chelsea, 23 giờ 30 phút ngày 8 tháng 5. Cuối tuần này, hai đội bóng sẽ góp mặt trong trận chung kết UEFA Champions League. Mùa này là Man City và Chelsea sẽ có màn đối đầu với nhau tại Premier League. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Duyên nợ đã khiến cả Manchester City và Chelsea tiếp tục đối đầu nhau tại đấu trường quốc nội ngay sau khi cùng giành vé vào chung kết UEFA Champions League 2020/21. Với Man City, sau khi vô địch cúp liên đoàn, The Citizen đang hướng đến việc chinh phục thêm Champions League lẫn Premier League. Ở đấu trường quốc nội, họ đang vững vàng với ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đoàn quân của Pep Guardiola đang bỏ xa đội xếp thứ hai là Manchester United đến 13 điểm và đã đá nhiều hơn một trận. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu Man City giành 3 điểm ở vòng 35, họ sẽ chính thức lên ngôi sớm 3 vòng đấu mà không cần quan tâm đến kết quả của cặp đấu giữa MU và Aston Villa diễn ra sau đây một ngày. Tất nhiên, vượt qua Chelsea không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, song đây được xem là bài kiểm tra chất lượng cho tham vọng của đội chủ sân Etihad ở mùa giải năm nay. Sau khi đánh bại Real Madrid với tổng tỷ số 3-1, Chelsea đã biến trận chung kết UEFA Champions League 2020/21 trở thành cuộc đấu nội bộ của các đội bóng Anh. Trở lại Premier League, đoàn quân huấn luyện viên Tuchel vẫn đang chiến đấu vì một vị trí trong top 4. Hiện tại, The Blues đang đứng thứ 4 với 61 điểm và đang tạo khoảng cách 3 điểm với đội xếp sau là West Ham. Ở mùa giải năm nay, Chelsea chính là đội đã loại Man City khỏi FA Cup. Do đó, điều này sẽ giúp đội bóng thành London có thêm động lực trước khi bước vào màn so tài giữa hai đội. Soi kèo tài xỉu. Khi mà ở Premier League mọi việc đều đã ngã ngũ thì Man City cũng như Chelsea sẽ không muốn mất quá nhiều sức lực vào trận đấu này để dành sức cho trận chung kết UEFA Champions League sắp tới và đặc biệt là để tránh những chấn thương không đáng có. Lựa chọn cửa xỉu trong trận đấu này là phương án an toàn. Soi kèo hiệp 1, hai đội sẽ bước vào trận đấu với một sự thận trọng nhất định, không chỉ vì đây là một trận đấu lớn. Họ đang rất muốn thăm dò đối thủ trước thềm chung kết UEFA Champions League. Tốc độ của trận đấu sẽ không quá nhanh và hiệp 1 sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.